nóng sơn nhà, đứng sát vai kề vào nhau như đang nắm vườn nhà. Dưới nắng đôi mùa hè ta cùng chơi bóng rừng nhà. Mắt sáng như làm từ cát nung lên, những chiến binh không giao mát cùng tên, mục tiêu làm lưới đội khác rung lên. Anh em đoàn kết người ta nhắc chung tên, những tiếng rô vang đang làm nóng sưng trong lòng khán giả lên để đóng quân. Mùa hè nắng cháy không cần bóng râm, con tim đập mạnh ta ra sống. Một trận đấu cũng như là cuộc đời, có người đè người che và người kéo. Hành trình đi thực hiện giấc mơ, phải thật bền, phải tin và thật khéo. Đối thủ cũng như là người tình, bám theo mình theo cách để vấn vương. Nhưng người tình thì mong cho mình khỏe, còn đối thủ thì muốn mình chấn thương. Cuộc đấu cũng như là cuộc đời, trong cuộc đời không có nhiều cơ hội. Nắm bắt kịp thời, không nên chậm, không nên vội. Đừng bao giờ quên bên cạnh mình là đồng đội. Cùng đội cùng tiến, đây là cuộc chiến, không thể nào thắng nếu anh em mình chơi trọi. Chính xác là trận chiến, đánh thấp lên cao, đánh xếp lá cà. Đã có ta có thua, có đã hòa. Thua mày đi ngủ thắng đi, bảo đêm mỗi chiến thắng ngọt đêm ướp lá trà. Đôi khi nét đẹp hiện ra khi mà người cầu khen đen thui. Vinh quang chờ người đón lấy trong vòng 16m50. Đường vào tim em khó khăn chắc trở, sau 90 phút phải thở bằng mồm. Tính anh chả mấy khi phải xồm xồm. Anh cứ nói nhiều Việt Nam vô địch. Hãy cùng khó khăn hai trong đời. Từng ngày nuôi những nước đời tuyệt vời. Mồ hôi lấp lánh như sao trời. Rồi nhỏ xuống đêm thành đỏ mòn. Một đồ nhiên huyết đã cạn nhiên rồi. Chạy thật nhanh trong tiếng giao ca. Hãy hát lên mọi thật to cho vang nóng sơn nhà. Đứng sát vai kề vào nhau như đang đóng quân nhà. Dưới nắng đôi mùa hè ta không che bóng rừng nhà. Đêm trái tim mong cho lần này thắng toa, để đi hết đêm không cần đánh đo. Dù mọi lần đi khuya bị mắng, hôm nay sân đầy được vợ bắn cho. Đêm nay sao nó nà nắm, đêm chói chang như là nắng toa. Là một ngày sống bằng tình cảm, quên đi hết muộn phiền lắng lo. Rồi bà con cầm nồi và son, gõ bong bong móc cá nồi. Nhiều chị em mà thắm môi son, mấy đứa bé lon ton là quá trời. Đoạn đường đông nào nước thanh niên đang bóp còi. Nhiều dân chơi đưa đến nóc ô tô, vài ông Tây nói tiếng lơ lơ. Cờ Việt Nam anh đi báo xuyên đêm, đó rực góc trời. Tầng thấy gai nóng từ trái bóng, tuyến giữa như thuyền đang lái sóng. Hai cánh bó chặt như cái còng, hàng công lạnh lùng làm tay công. Đối phương mặt tái nhợt, mặt huy chương không có cái vật. Tiến ra, ghi bàn, tiếng ca, huy hoàng. Ai cũng có khát khao trong đời, vẫn muốn khát hay đi tìm đường xa. Từ ngày nuôi nắng ở tuyệt vời, giờ là lúc ven mang bước xa. Ven mang bôi lấp lên như sao trời, rồi nhỏ xuống đêm thành đỏ mòn. Thiên tai nhân quyết đã cạn nhiên rồi, chạy thật nhanh trong tiếng giao ca. Hãy hát lên mọc thật to cho vang nóng sơn nhà. Đứng sát vai kề vào nhau như đang nắm quân nhà. Dưới nắng đôi mùa hè ta không che bóng râm nhà. Những trái tim đập thật cảm phát ra sóng âm nhà. Việt Nam vô địch em đừng nên cố để mà phản biện. Nếu như em chỉ nên làm nữ chính, em không thích hợp để vào vai phản diện. Và khi anh nói là Việt Nam muôn năm mong em trật tự như một người thủ thư. Lời em nói theo thống kê xác suất thì là một phần chưa biến anh thành người vũ phu. Ở trên mạng anh là phe ôn hòa, đôi khi về nhà anh là phe bảo thủ. Lúc bình thường thì em là chủ nhà, nhưng khi nổi coi phải xếp tên đội chủ. Sắc tử vi nó đại lâm mộc, nhưng xem bóng đá là lần lửa dễ lan. Em là chứng kiến anh sẽ từ một cậu bé hóa thân thành lực lượng vũ trang. Tỏ cho vang nóng sơn nhà, đứng sát vai kề vào nhau như đang nắm quân nhà. Dưới nắng đôi mùa hè ta không che bóng râm nhà. Những trái tim đập thật cảm phát ra sóng âm nhà. Hãy hát lên mọc thật to cho vang nóng sơn nhà, đứng sát vai kề vào nhau như đang nắm quân nhà. Dưới nắng đôi mùa hè ta không che bóng râm nhà. Những trái tim đập thật cảm phát ra sóng âm nhà. Kính thưa quý ông quý bà, và đây là Trần Tiến, Dan Vo và Michael Joy. Hãy hét lên họp thật to cho vang nóng sơn nhà. Đứng sát vai kề vào nhau như đang nắm quân nhà. Dưới nắng đôi mùa hè ta cùng chơi bóng râm. Những trái tim đập thật
Mắt sáng như làm từ cát nung lên, những chiến binh không giao mác cùng tên, mục tiêu làm lưới đội khác rung lên, anh em đoàn kết người ta nhắc chung tên, những tiếng reo vang đang làm nóng sân, trong lòng khán giả là nơi đóng quân, mùa hè nắng cháy không cần bóng râm, con tim đập mạnh ta ra sống. Một trận đấu cũng như là cuộc đời, có người đen người che và người kéo, hành trình đi thực hiện giấc mơ, phải thật bền phải tin và thật khéo, đối thủ cũng như là người tình, bám theo mình theo cách để vấn vương, nhưng người tình thì mong cho mình khỏe, còn đối thủ thì muốn mình chấn thương. Cuộc đấu cũng như là cuộc đời, trong cuộc đời không có nhiều cơ hội, nắm bắt kịp thời không nên chậm không nên vội, đừng bao giờ quên bên cạnh mình là đồng đội, cùng đội cùng tiến, đây là cuộc chiến, không thể nào thắng nếu anh em mình chưa chọi. Chính xác là trận chiến, đánh thấp lên cao, đánh xếp lá cà, đã có thắng có thua, có đã hòa. Thôi mày đi ngủ thắng đi bảo đêm, mỗi chiến thắng ngọt đêm ướp lá trà. Đôi khi nét đẹp hiện ra khi mà người cố gắng đến thôi, vinh quang chờ người đón lấy trong vòng 10 sáu mét 50. Đường vào tim em khó khăn chắc trở, sau 90 phút phải thở bằng mồm, tính anh chả mấy khi phải xồm xồm. Anh cứ nói nhiều Việt Nam vô địch. Anh cũng có khát khao trong đời, từng ngày nuôi những ước mơ tuyệt vời, mồ hôi lấp lánh như sao trời, rồi nhỏ xuống biến thành đỏ mòn, một đôi nhiên huyết đã cạn nhiên rồi, chạy thật nhanh trong tiếng reo ca, hãy hét lên mong thật to cho vang nóng sân nhà, bước sát vai kề vào nhau như đang nắm quân nhà, dưới nắng nồi mùa hè ta không che bóng sân nhà, nhìn trái tim mong cho lần này thắng toa, để đi hết đêm không cần đánh đo, dù mọi lần đi khuya bị mắng, hôm nay sang đầy được vợ bắn cho. Đêm nay sao nó nà nắm, đêm trói trang như là nắng toa, là một ngày sống bằng tình cảm, quên đi hết muộn phiền lắng lo. Rồi bà con cầm nồi và son, gõ bon bon móc cá nồi, nhiều chị em mà thắm môi son, mấy đứa bé lon ton là quá trời. Đoạn đường đông nào nước thanh niên đang bóp còi, nhiều dân chơi đưa đến nóc ô tô, vài ông tây nói tiếng lơ lơ, cờ Việt Nam mình đi báo xuyên đêm đo rực góc trời. Tầng thấy gai nóng từ trái bóng, tuyến giữa như thuyền đang lái sóng, hai cánh bó chặt như cái còng, hàng công lạnh lùng làm tay công, đối phương mặt tái nhợt, mang huy chương không có cái vợt. Tiếng ra đi bàn, tiếng ca huy hoàng, ai cũng có khát khao trong đời, vẫn còn khát khao đi tìm đôi sao, tình yêu nuôi nấng ở tuyệt vời, giờ là lúc ven màn bước ra, ven màn bôi lấp lánh như sao trời, rồi nhô xuống biến thành đỏ mòn, biến đôi nhân vật đã cạn nhiên rồi, chạy thật nhanh trong tiếng reo ca, hãy hét lên mong thật to cho vang nóng sân nhà, bước sát vai kề vào nhau như đang nắm quân nhà, dưới nắng nồi mùa hè ta không che bóng sân nhà, những trái tim đập thật cao phát ra sóng âm nhạc. Việt Nam vô địch em đừng nên cố để mà phản biện, nếu như em chỉ nên làm nữ chính em không thích hợp để vào vai phản diện. Và khi anh nói là Việt Nam muôn năm mong em trật tự như một người thủ thư, lời em nói theo thống kê xác suất thì là 1% biến anh thành người vũ phu. Ở trên mạng anh là phe ôn hòa, đôi khi về nhà anh là phe bảo thủ, lúc bình thường thì em là chủ nhà, nhưng khi nổi còi và sẽ tên đội chủ. Sắc tử vi nó đại lâm mộc, nhưng xem bóng đá là lời lửa dễ lan, em mà chứng kiến anh sẽ từ một cậu bé hóa thân thành lực lượng vũ trang. Tỏ cho vang nóng sân nhà, bước sát vai kề vào nhau như đang nắm quân nhà, dưới nắng nồi mùa hè ta không che bóng sân nhà, những trái tim tất thật cảm phát ra sóng âm nhạc, hãy hét lên tỏ cho vang nóng sân nhà, bước sát vai kề vào nhau như đang nắm quân nhà, dưới nắng nồi mùa hè ta không che bóng sân nhà, những trái tim tất thật cảm phát ra sóng âm nhạc. Kính thưa quý ông quý bà, và đây là Trần Tiến, Denver và Michael Joy.